Hello, xin chào mọi người nha. Clip này mình sẽ làm với khẩu CF05 Green Mose. Không cần phải nói nhiều nữa, test luôn. Chung là mình cầm khẩu này mình tự tin lắm. Đây là một trong những khẩu SMG mình thích nhất đây. Nó không có vĩnh viễn. Bây giờ nó mới ra, đây là cái phiên bản báu vật đầu tiên ấy. Nói chung là lần đầu thì lần nào cũng sướng cả. Úi giời ơi, anh Tơ, anh chạy như trâu húc mã ấy, cứ cắm đầu cắm cổ xuống đất mà chạy thôi. Thằng cơ hội này, mày cơ hội này, phải đến may nó không ăn quả nhát sót nó mồm đấy. Đứa nào lại tốt lại KS thế rồi giời. Nè, bạn có bom thì mình cũng có bom. Nói chung là thằng nào nó cũng phải như nhau thì thế nó mới vui được. Úi giời, anh em ơi, nó có hai quả này. Định mệnh tương bom như đúng rồi ấy. Mày tương này, khiếp thật, máu cha đây làm gì, chỉ để đá bom thôi. Thằng sinh ra chỉ để dọa người, lạ thật đấy. Vâng, thành niên lại đá bom. Đồ anh Tơ ơi, anh đáp nó vừa vừa thôi. Nó mất hết cả mỹ quan đô thị rồi. À, bây giờ bạn ấn chạy nhanh rồi. Lắm trò lắm, đổi món liên tục. Ơi, trầu thế. Đang đi cận chiến cái này đấy. Nhưng mà có thằng đằng sau lấp ló là bảo kê. Tốt nhất là không sơi. Úi giời ơi, có một sự hội đồng nhẹ. Anh đẹp đạn cho vũ khí chính rồi. Rất tiếc, chia buồn cùng Tơ. Bạn đã bom rất là tốt đấy, nhưng mà mình rất tiếc. Còn đấy thay đạn nhanh lắm, bắn rất là êm. Không biết là cái đạn nó làm một cái gì mà êm thế. Rồi, nữ đạn trái tim, may quá mà lấy mình nhặt hòm. Trời ơi, cả đàn cả lũ. Một cảnh tượng quá là kinh khủng tởm. Ủa, có thằng đem bắn lại. Mày đuổi này, mất đà cho em. Ui giời ơi, giữa mặt. Không ăn được combo lốt. Chết không. Vào đây, ủa, kinh quá. Chém nó đúng hai đứa. Người thật, nhìn cả một gian nhấp nháy không ăn được phát combo nào, khắm lọ. Cái định mệnh sao được kích. Với thằng XYZ kích bạn kìa. Ok, mình xin phép mà lựu đạn nhà thằng XYZ. Nó kích quá khắm lọ. Phát đây mình chết, có phải là chém chết bọn nó đâu mà. Và nó kích như là một cái kiểu mà nó hỗn đồng như vậy. Rất là khắm. Và không sao hết, súng mới mà. Nên là tinh thần lúc nào về tươi phơi phới thì nó mới làm clip nhanh được, bắn nó mới phê được. Khẩu này trước các bạn chỉ kiếm trong thẻ AI, nó chỉ ra ngày thôi. Đi tầm 10 thẻ ra một đống, mấy tuần. Khẩu này mặc định nó là 50 viên. Nhưng mà chắc là trong phiên bản bảo vật này được tăng lên 60 viên. Rất là chất lượng. Úi giời ơi, anh tia chớp ơi. Ôi, nhìn thấy cái màu xanh bộ đội rồi mà vẫn chưa chịu chạy. Lạ thật ý, ở đây, xanh đây rồi. Khi hai ta về một nhà. Rũi kính thế nhỉ. Bọn này, Tơ nó cứ ra nó rũi mầm mầm vào mặt thì sống làm sao được. Mình xịt. Không chết. Mày chết không, ui giời ơi, cái viên cuối cùng thì nó mới headshot. Bạn ấy khoác lại mình một cái lớp da bò. Nó kèm thêm nó là một chút da trâu. Kinh khủng quá. Nhấp nháy MC luôn. Bây giờ tay mình đang đeo nhẫn rắn và nhẫn rồng. Nên là combo nó tăng khiếp lắm. Bắn lòi mồm ra rồi, xong là chạy uống hớp nước, vẫn còn combo cơ mà. Ơ, sao anh không ăn một bàn thờ kia đuổi mình làm cái gì, tôi chết tôi rồi. Ô kìa. Các bạn thích súng này à? Lạ quá cơ. Núp. Úi giời ơi, núp. Ê, có một bàn chân lặng lẽ này. Ôi, con đi tá này khốn nạn lắm nhá. Thấy mình xinh xắn, dễ thương là định la liếm đấy. Úi, toàn thanh niên diễn hộ phim siêu nhân thôi. Bay toàn diễn viên đóng thế, bay từ trên trần nhà xuống. Anh vẫn chém mà mầm đi. Tay 55 cái bổ cào định mệnh cái thằng tia chớp kia. Phải giết chết con này thì may ra mình mới sống sót được. Ăn không? Hồi sinh. Ôi giời ơi. À sao đây? Hồi sinh này. Con này trâu tinh nhỉ. Vậy cả trường rũi từ nãy giờ không chết được nó này. Úi giời. Này mày ra bò này. Trâu vào đây à, trâu thịt hút khói luôn. Ôi. Hưởng lại một phép 13. Với những cái con số nó rất là khắm lọ. Trường nào. Vào đấy. Manh động này. Úi giời. Ngon. Vâng, một sự liều lĩnh đấy từ cả đàn zombie. Thấy con Tơ nào vào trước, chưa thấy mình chém cho nó sấp mặt rồi à. Còn cô nào vào mà la liếm nữa. Tuyệt vời quá. Ơi, hôm nay mình tắt chat đi, tập trung bắn. Nó mới sướng được, chứ bình thường các bạn chat thì cũng hơi mất tập trung ấy. Nhưng vừa nãy chat thì giời ơi, kích. Chả muốn nói nữa. Tốt nhất là bây giờ là các bạn là kích thì kích, chứ đừng báo trước nữa. Thế cho nó nhanh.
Bắn lại chế độ zoom này rất là sướng, zoom mới đông mà, nên những cái khẩu đi săn này nó phát huy được hết tác dụng. Chứ thực sự mà các bạn bắn vào những cái phòng 1-2 con zoom nó đùa giỡn với mình cay cú lắm. Ôi, nó chém thuê à? Vâng, bạn thích đâm thuê chém mướn à? Hay quá, từ lại đáp bom rồi. Chúng ta phải quan sát hết sức con này, xem nó có biết đáp bom không. Vâng, nhà nó có biết làm mắm tôm không? Ơi, hay thế, bọn tiến hóa chết sạch rồi. Ui giời ôi, xin lỗi bạn nha, mình không cover được. Sao được bọn cái bọn kia khốn nạn thật. Và đằng sau người ta thì phải nói cho người ta biết người ta chạy. Rồi, bắt đầu hốt rồi. Cái này mà đứng, khẩu này mà đứng quay tay ăn combo thì đúng là không có gì mà nói. Mà quay tay ăn gạch ngay. Anh em này bảo mình là 6 tông sơn mà quay tay, không nên. Châu máu này, sang đây này, hơn 100.000 đạn cơ mà. Rũi cho nó lại đa tay thế à giời. Lắp kiểu thay đạn nó thật dạng phong cách sao đen rồi. Tháo ra lắp vào như đúng rồi. Rồi té đây đã, quan sát tình hình. Đây, rất là đông của Hùng Hãn nha. Này thì mày đông này, tí chớp. Ơi, làm gì, ôi bom. Ôi giời ơi, vâng sấp mặt cái quả bom của con tí chớp. Đây không phải là mắm tôm nữa rồi, mà nó là mắm tép. Khắm vãi trưởng nha, công nhận. Ăn cái gì mà nó thở ra cũng khắm nha. Đến cái quả bom của nó thôi cũng lặng mùi như thế. Cầm những khẩu súng đi săn này, ăn quả bom của nó bay xa lắm. Đưa nhau đi xa lắm. Chứ không đứng im một chỗ như súng mà gạo ủa. Đấy, mình ngồi xuống cho con khác nó nhảy lên. Đấy, con y tá lại lanh chanh nó nhảy lên lộ hết cả hàng rồi. Con gái con đứa chả biết giữ ý cái gì. Ui giời. Mày chết không? Ăn được con một đứa. Thằng kia chém được 1.000 nó lại chém mình vỡ mặt. Cái thằng nó thủ dài thế. Tơ lên là liếm nó đi. Chém nó. Vâng, vâng anh Tơ chém sấp mặt được một đứa. Ôi giời, không ăn thua rồi, rất tiếc cho bạn. Nói chung là không biết lợi dụng thời cơ thì nó cũng thế thôi. Và đấy phải hổ báo mà lao lên chém chết cả đôi chứ ông còn để nó nhảy xuống dưới nữa. Mình là Tơ thì mình thực sự mình chẳng quan tâm con hero nó có bao nhiêu máu. Cứ thế vào mà chém thôi, 6.000 máu cơ mà. Chém một phát nó khóc ra tiếng mán ngay. Làm sao mà sống được với những cái con Tơ như này. Đấy là hậu duệ của Ngư Ma Vương rồi. Đâu ơi lại xanh này xanh mét. Mình rất thích những em, những bạn như này. 9.000 máu, ăn lõi mồm kêu. Hồi sinh ngay sau. Nó đã đen, nó lại còn lắm lông nữa chứ. Chết kì. Toàn 3Z sơi hàng thôi, nhanh lắm. Rồi, tuyệt vời. Rồi, đây, mình đây. Ôi giời, ao luôn. Cho người ta rũi chết luôn thì bạn bị đơ máy à? Chơi bựa thế. Nào, y tá ra góp vui. Rồi, bạn sau đấy mình lại lên. Ôi giời, lại lên luôn. Cả đang cả lũ nó bay xuống, quá kinh khủng. Rồi, thằng niên tí chớp. Rồi, lại hủy diệt. Ôi, chân đi dép lào đầu độ trời thôi. Chạy nhanh làm sao được. Này thì ra đây này. Hay quá. Mình cứ đi lang thang ở đây thôi. Không nên ra ngoài làm cái gì hết. Con kia nó nhìn thấy mình, nó ra, nó đè mình ra. Mà lấy xã giao thì có mà vỡ mồm. Hủy diệt. Ai ai vẫn có thành niên ngồi trên bàn thờ này được. Hay đấy. Cái thằng tí chớp này sao nó cứ đi theo mình làm cái gì nhỉ? Biết là người mình nó có cái mùi gì sao mà nó thính thế. Rồi, lại đằng sau luôn. Nó định ôm mình từ phía sau ấy, những cái ôm nó nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà không, mình có giá lắm. Bây giờ phải kêu kêu một chút. Đấy, xa dưới hết. Ê, cả đàn cả lũ. Đấy, còn đi tá. Ôi, nhảy cao thế. Nhảy thế, ngã vỡ mặt đấy bạn ạ. Nào. Nào, combo. Ui, trâu lắm. Ui, sao lại ra đây rồi? Thôi, biến cho lành. Vào đây, ăn nữa đi. Tè. Nhìn thấy con Tơ đâu là phải chạy ngay. Đó là cái phương châm sống rồi. Không nên dây vào những cái thằng máng lợn làm cái gì hết. Không đời mình cũng toàn mùi cứt lợn thôi. Ui, tí lợn thì mày chết nha. Rồi vào đây thôi. Tranh thủ những cái giây phút cuối cùng mình đi hít thở không khí cái. Ê, con chim non nên bạn đêm sớ. Thế đã được chưa? Trời ơi, bắn kiểu này hài vãi trưởng là phê thật. Đúng lắm rồi, mình cứ bắn những khẩu đi săn kiểu này. Kiểu trước làm nhiều quá rồi đấy. Mà tôi kéo bật chat lên cho nó vui.
anh em chém gió cho nó sướng. Rồi, phải thế. Giờ mình sống hai trận rồi vậy. Kiêu vãi. Rồi, anh em ơi, thôi nhá. Vừa phải, bây giờ mình làm tơ rồi. Đâu bạn nào vừa bảo mình kiêu nhỉ? Đây, định mệnh tiền là thằng nào để tao săn nó. Thế bây giờ bạn ho đi một câu xem bạn là thằng nào hộ mình cái. Mình chỉ cần một câu ho thôi. Sẵn sàng là xong, kiếm vả vỡ mặt bạn luôn. Láo thật. Một khi mình đã xong kiếm là không ngại một con nào ấy. Kể cả nó cầm TMP. Ngồi một chỗ mà tương bom cho zoom non đi móc. Úi giời, 6 lòng này em xin. Úi ngon. Ừ cá xệ. Úi bọn này rụi ra thế. Định mệnh cái bọn trên thùng hàng nhá. Người ta đã không để ý nữa rồi nhá. Thế mà nó vẫn cố ẻm trợ bọn kia. Nó cướp miếng ăn trên mồm mình, nó không thể nào để yên được. Thôi mình cũng zip các bạn luôn nhá. Hấp diêm tiền nào. Bạn hấp hộ mình cái. Xem mình có chín được không. Nói. Nào ăn hộ cái. Này thì đứng bắn này. Kêu chùa này. Vừa phải thôi chứ. Một khi là con chim non biết hót rồi đấy. Thì thật sự là cân tim. Á à, thanh niên này. Ôi thôi có thằng chém nó hay thế. Con vừa rất là tốt. Mình chỉ là một bức bình phong thôi. Mình nhường hết cho các bạn ăn đấy. Chứ ăn nhiều béo lắm. Rồi rồi. Đi đâu? Bạn đi đâu? Cái đấy là cái động rồi, nó là cái địa bàn rồi. Chạy lên quận. Mày chết người, vả vỡ mồm nó luôn. Ôi mình cũng dừng clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.